Du khách Trung Quốc review một ngày bình thường ở Việt Nam khiến mạng xã hội dậy sóng. Việt Nam có nghèo hay bẩn gì đâu? Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn có công nhận với mình không? Là một người dân đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, thì chắc chắn các bạn đều sẽ nhận ra một sự thật không thể chối cãi rằng đất nước chúng ta đang thực sự lột xác và thay đổi từng ngày. Chẳng hạn, ở nông thôn ngày xưa, điện đóm rồi Internet chưa có, nhiều một tuần 7 ngày thì mất điện 3 ngày. Rồi bây giờ đêm đêm đã có đèn đường sáng trưng, wifi thì phủ sóng tận ngoài ruộng. Còn ở thành phố thì khỏi phải nói, giờ ô tô chạy đầy đường, dịch vụ gì cũng có từ A đến Z, cao ốc thì mọc lên như nấm. Tuy nhiên, buồn cười là rất nhiều người nước ngoài không biết điều này, họ ở cứ tưởng Việt Nam còn ở cái thời cổ lỗ sĩ mà nói. Đầu xa chính các bạn Trung Quốc là những người hay nghĩ sai, nói xấu về Việt Nam, cho đến khi mới đây. Một blogger người Trung Quốc có tên là Tiểu Lý, người Tây Tạng Trung Quốc, sở hữu một kênh Douyin với 482.000 người theo dõi, chuyên về du lịch, ẩm thực. Tiểu Lý đã có chuyến du lịch khám phá thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Tại đây, Tiểu Lý đã vạch chân những sự thật khiến netizen Trung Quốc ngã ngửa. Vậy, Tiểu Lý đã nói gì? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Nhưng trước hết, xin các bạn hãy dành vài giây nhấn like và đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam để chúng mình có động lực làm nhiều video chất lượng hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là Tiểu Lý, anh chàng blogger Trung Quốc mà mình vừa nhắc tên. Anh ấy chuyên đăng lên mạng xã hội của Trung Quốc những video về du lịch khắp nơi trên thế giới. Và bởi đây, anh ấy cùng với gia đình đã có chuyến đi đến Việt Nam. Khi Tiểu Lý đặt chân vào Hà Nội, anh ta tỏ ra rất bất ngờ trước sự phát triển của thành phố. Tiểu Lý bất ngờ ngã ngửa với đường phố sạch sẽ, không có rác thải, môi trường văn minh và sôi động. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi đã từng tưởng tượng. Tiểu Lý còn thừa nhận rằng, dù đã nghe nói là Việt Nam có thể bẩn hơn cả Ấn Độ, nhưng sự thực lại không như vậy, rất văn minh và tiên tiến, không thua gì các thành phố cổ của Trung Quốc. Tiểu Lý đi dạo trên phố cổ và khám phá được một thế giới sôi động của người dân địa phương đang hoạt động trong việc buôn bán. Trên con đường nhỏ nhắn này, Tiểu Lý bắt gặp một mảng mặt hàng đa dạng, từ những mặt hàng truyền thống như các loại hàng điện tử, đồ gia dụng cho đến những sản phẩm thời trang mang phong cách hiện đại. Trên vỉa hè, những gian hàng nhỏ rộng ra trưng bày đủ loại đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và đặc sản ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam. Tiểu Lý không thể không ngạc nhiên trước sự phong phú và đa dạng của các sản phẩm này. Mỗi sản phẩm đều mang theo một câu chuyện riêng, một tinh thần văn hóa độc đáo. Ngoài ra, Tiểu Lý cũng chú ý đến sự hiện diện của các gian hàng thời trang, không chỉ đơn thuần là những mặt hàng truyền thống của Việt Nam, mà còn có cả các sản phẩm thời trang thương hiệu phương Tây. Anh ta nhìn thấy những cửa hàng bày bán những bộ cánh thời trang đẳng cấp, được lựa chọn kỹ lưỡng và phô diễn ở những vị trí đắc địa trên con đường này. Sau khi dạo chơi trên phố cổ sôi động của Hà Nội, Tiểu Lý quyết định khám phá thêm những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô. Anh ta đặt chân đến Hồ Hoàn Kiếm, một trong những biểu tượng văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Đứng bên bờ hồ, Tiểu Lý ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp, với nước xanh mát và những cây cổ thụ bao quanh. Anh ta cảm nhận được sự yên bình và thanh tịnh từ không gian này, một điểm dừng chân lý tưởng để thư giãn và tận hưởng bầu không khí trong lành của thành phố. Tiếp theo, Tiểu Lý ghé qua cầu đền Ngọc Sơn, một công trình kiến trúc độc đáo và tượng trưng cho sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa. Anh ta vượt qua cây cầu nhỏ nối liền bờ hồ với đền Ngọc Sơn, nơi lưu giữ nhiều di vật quý giá và những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Trong không gian trang nhã của đền thờ, Tiểu Lý cảm nhận được sự trang nghiêm và tôn kính của người dân Việt Nam đối với di sản văn hóa của mình. Cuối cùng, Tiểu Lý đến tham quan cầu Thê Húc, một trong những cây cầu cổ nhất và đẹp nhất tại Hà Nội. Đứng trên cầu, anh ta ngắm nhìn quang cảnh hữu tình của Hồ Gươm và các tòa nhà lịch sử xung quanh. Cảm giác bình yên và hài hòa với thiên nhiên lan tỏa trong không gian này khiến Tiểu Lý cảm thấy như đang lạc vào một bức tranh sống động của thành phố cổ Hà Nội. Những trải nghiệm tại Hồ Hoàn Kiếm, cầu đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc đã để lại trong Tiểu Lý những ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp và sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Đây là những điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào muốn khám phá sự đa dạng và sự đặc biệt của thủ đô nghìn năm văn hiến này. Điều này khiến Tiểu Lý thực sự bất ngờ và thích thú. Anh ta cảm nhận được sự sáng tạo và sự tiếp cận quốc tế trong cách bày bán sản phẩm của người dân địa phương. Điều này cho thấy rằng không chỉ là một nơi kỳ quan văn hóa, phố cổ Hà Nội còn là một trung tâm thương mại sôi động và đa dạng, hòa quyện giữa cái cổ kính và cái hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và sự tiếp cận quốc tế. Sau khi khám phá các địa điểm nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, cầu đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc, Tiểu Lý quyết định thưởng thức không khí độc đáo và trải nghiệm đặc biệt tại một trong những điểm đến mới lạ của Hà Nội, cà phê đường sắt. Đường sắt cũ, một biểu tượng của quá khứ công nghiệp của Việt Nam, đã được biến đổi thành một không gian cà phê sáng tạo và lý thú.
Tiểu Lý thấy mình như bước vào một thế giới khác, nơi cái cũ và cái mới hòa quyện vào nhau để tạo nên một không gian độc đáo và cuốn hút. Trong không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng của cà phê đường sắt, Tiểu Lý thưởng thức những tách cà phê thơm ngon và nhâm nhi ly trà, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng treo trên cao và những vật dụng cổ điển được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Anh ta cảm nhận được sự yên bình và bình dị, một không gian lý tưởng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, Tiểu Lý cũng có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn đồng đam mê cà phê và du lịch. Anh ta nghe kể những câu chuyện thú vị về lịch sử và văn hóa của đường sắt cũ, cũng như những trải nghiệm du lịch độc đáo của những người đã từng ghé thăm địa điểm này. Cuối cùng, sau một buổi tối thư giãn tại cà phê đường sắt, Tiểu Lý rời khỏi đây với những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm tuyệt vời. Anh ta cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với chuyến đi khám phá này và quyết định sẽ trở lại Hà Nội một ngày không xa để khám phá thêm những điểm đến mới và tận hưởng những trải nghiệm mới lạ. Sau khi chia sẻ video trên mạng xã hội, Tiểu Lý đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với 256.000 người theo dõi và hàng nghìn bình luận đầy đa dạng. Trong đó, một số bình luận thể hiện sự ngạc nhiên và ấn tượng về mức sống cao và sự giàu có của người dân Việt Nam. Họ không khỏi bất ngờ trước việc người Việt sẵn sàng chi tiền triệu cho một bữa ăn và sự giàu có của cuộc sống ở đất nước này không chênh lệch nhiều so với người Trung Quốc. Vậy cụ thể, người Trung Quốc đang nói gì? Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tổng hợp bình luận. Video này dạy chúng ta rất nhiều điều về những việc cần làm ở Việt Nam và những gì chúng ta cần chuẩn bị. Nó rất thiết thực và thực sự tốt. Những người chia sẻ đều có tư duy hạn hẹp và chuyên lên Internet để soi mói người khác. Mức tiêu thụ ở Việt Nam không hề thấp, có thể so sánh với Trung Quốc. Đường phố rất sạch sẽ và dường như không có rác. Báo chí nước tôi nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Con trai tôi muốn sang Việt Nam. Tôi thành thật nhờ giúp đỡ. Ở đó có an toàn như những gì anh chàng này nói không? Giữ an toàn và cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra, là những căn bệnh virus ở Việt Nam, do môi trường sống khá ô nhiễm nên mọi người mắc bệnh rất nhiều. Mức lương hàng tháng xấp xỉ ở Việt Nam là bao nhiêu? Mức độ tiêu dùng tương tự như của gia đình tôi hiện tại. Điều đó làm tôi sốc quá. Hay bạn đang ở một địa điểm du lịch nên mức chi tiêu mới cao như vậy? Ở Việt Nam không cần đổi tiền. Bạn có thể sử dụng trực tiếp nhân dân tệ. Người dân ở đó thích nhân dân tệ hơn. 10000D bằng 2,9 nhân dân tệ. Kem Mi Sue của chúng tôi mua có giá 2 nhân dân tệ ở Việt Nam đắt hơn, chứng tỏ mức sống không hề thấp. Bạn có thể quét mã trên Apple Pay và WeChat để thanh toán. Sao trông tốn công quá? Ở Việt Nam, hầu hết người dân đều khá lạc hậu và không biết đến các ứng dụng để quét mã trả tiền như chúng ta dùng tiền mặt nhiều, nên cướp giật cũng nhiều. Không cần đổi tiền gì cả. Người Việt Nam sẵn sàng đổi nhân dân tệ ở bất kỳ cửa hàng nào. Người Việt rất kính trọng nhân dân tệ và mỗi gia đình đều có nhân dân tệ trong nhà. Lúc đến Việt Nam, mỗi lần trả tiền tôi đều phải đếm số, không rất sợ đưa nhầm tiền, nên cứ đếm và kiểm tra kỹ trước khi đưa tiền. Buồn cười thật, cái gì cũng tiền trăm nghìn, chục nghìn thôi. Lần sau tôi sẽ xài tiền nhân dân tệ ở Việt Nam. Có thể thương lượng khi thanh toán tại Việt Nam, cũng như về phương tiện di chuyển, ăn uống và khách sạn. Tất cả cửa hàng bạn đều có thể trả xuống một nửa mức giá và họ đều vui vẻ đồng ý. Nếu không trả giá tức là bạn đã bị lừa. Cà phê Việt Nam giống Trung Quốc, có cùng một nguồn gốc từ những ngọn núi cao ở miền Tây Trung Quốc. Đường phố rất sạch sẽ, không có một cọng rác. Vậy mà hôm trước có người lên mạng nói rằng Việt Nam nhiều rác hơn cả Ấn Độ. Tại sao có nhiều người châu Âu và người Mỹ đến vậy? Chỉ cần vài bước chân đã có thể bắt gặp một vị khách Tây ở Thượng Hải bây giờ, tìm mỏi mắt không thấy một ông Tây nào. Việt Nam vui thế nào, tôi cũng không có hứng thú hơn đi Thái Lan hay Malaysia. Cơ bản, Trung Quốc là tổ tiên Việt Nam, nên khung cảnh ở đó cũng không có gì đặc biệt. Tất cả nhà hàng, khách sạn và những nơi khác ở Việt Nam đều cung cấp Wi-Fi miễn phí. Đó là một điểm cộng rất lớn, cho thấy đất nước này ngày nay đã phát triển đến thế nào. 99% mọi người đều khao khát cuộc sống như ở Việt Nam. Cuộc sống tuy nghèo, nhưng có gì ăn đó, vui vẻ bên gia đình và tận hưởng không khí cổ kính đặc trưng của một thành phố. Tuy nhiên, nhiều người chê bai. Nhưng đó là thứ tôi mơ ước. Tại sao Việt Nam nói được tiếng Anh và cả tiếng Trung? Người Trung Quốc chẳng biết gì ngoài tiếng Hàn và không được khuyến khích học tiếng Anh. Khi đi du lịch ở Hà Nội, dù đi xe kéo hay là di chuyển trên đường tàu, tôi đều cảm thấy khá sợ hãi. Tiêu tiền cũng không tiện, vì cái gì cũng đắt. Bạn có cảm thấy như vậy không? Chỉ nhắc đến Việt Nam thôi cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi e ngại rằng mình sẽ bị đàn ông Việt Nam đánh đập khi tới đó, và người xấu nhiều hơn người tốt. Họ sẽ tấn công tôi đi du lịch vòng quanh Việt Nam cùng chúng tôi, có cảm giác như đang ở Việt Nam. Tiêu rất nhiều tiền và cảm giác thật tuyệt vời. Đất nước này tốt hơn nhiều so với những lời bôi nhọ trên mạng.
Đó là những comment của người Trung Quốc mà mình đã bắt gặp bên dưới video. Thật may là vẫn có một số bạn Trung Quốc rất hiểu về Việt Nam và có những nhận định đúng. Chắc hẳn rằng sau khi xem video này được đăng tải và những bình luận khen ngợi xuất hiện ngày càng nhiều, sẽ có thêm nhiều người bạn Trung Quốc đến du lịch Việt Nam trong một thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, điều đang nói là có thực sự rất nhiều người chê bai Việt Nam là kém phát triển rồi. Thậm chí là còn nói rằng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc phổ biến ở Việt Nam. Nói cà phê Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc mới ghê chứ. Thế mới biết là báo Trung Quốc nhiều khi còn tuyên truyền nhảm nhí hơn báo lá cải Việt Nam. Mình chỉ có đi đến nơi và trải nghiệm thực tế như bạn mới có thể thấy được đất nước Việt Nam của chúng tôi tuyệt vời như thế nào. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế còn khiêm tốn, nhưng các thành phố lớn và cả nông thôn Việt Nam vẫn đang phát triển với tốc độ choáng ngợp. Ngay từ lần đầu tiên đến Việt Nam, nhiều người nước ngoài đã sốc nặng khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời, xe ô tô hàng hiệu thì chạy đầy đường. Việt Nam chúng tôi ngày nay sạch sẽ, hiện đại, văn minh chứ không hề cũ kỹ. Cái thời ăn cơm độn khoai lâu rồi, mấy ông bạn Trung Quốc ơi. Tuy nhiên, không có gì trên thế giới này hoàn hảo cả. Tất cả mọi thứ đều có nhiều mặt, và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài quan điểm này. Việt Nam đang ngày càng thu hút các du khách, bạn bè quốc tế, năm châu về du lịch khám phá hoặc thậm chí là định cư. Đất nước hình chữ S nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp, món ăn ngon, văn hóa đa dạng, lịch sử hào hùng. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt đẹp, Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề chưa thật sự tốt, khiến du khách muốn quay xe, chẳng hạn như việc xả rác, hét giá cao cho khách lạ, và cướp vặt. Làm sao để loại bỏ dần những điều tiêu cực đó, thì chắc chắn Việt Nam sẽ ngày càng thu hút bạn bè quốc tế ghé thăm. Những con sông ngập rác, những chiếc ao với dòng nước màu đen kịt vẫn còn đầy ở Việt Nam. Thế nhưng, thời gian gần đây đã có rất nhiều nhóm giải cứu môi trường do các bạn trẻ thành lập, như nhóm Sài Gòn Xanh, Hà Nội Xanh, Khát Vọng Xanh và nhóm Việt Nam Xanh. Các bạn trẻ cùng với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã cùng nhau dọn rác, làm thông thoáng kênh mương cống rãnh, truyền đi một thông điệp về bảo vệ môi trường và văn minh đô thị cho người Việt Nam. Hy vọng rằng trong tương lai, Việt Nam sẽ còn xanh đẹp hơn, phát triển hơn. Để làm được điều đó, bắt buộc phải có sự chung tay của tất cả chúng ta. Các bạn có đồng tình với tôi không? Các bạn thấy như thế nào về video này? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.